chào mọi người nhé. Mọi người ơi, mình sẽ quay cho bạn mẫu ghế bánh xe nhựa chữ nhật khuất lỗ bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là dòng ghế này, trên là nhựa này, dưới là chân kim loại, sơn tĩnh mạ inox nhé. Có bánh xe nhé các bạn, di chuyển dễ dàng nhé. Đây có thể nâng lên hạ xuống từ 40 đến 55 cm nhé, và xoay được 360 độ nhé. Đây mình có sẵn 3 màu như thế này, mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi. Chất nhựa này rất dễ lau chùi nhá, vệ sinh cũng như là khi bẩn thì các bạn lau cồn hoặc là nước sạch thôi cũng được. Thôi mình quay qua sản phẩm vậy thôi nhé các bạn. Các bạn cần hỗ trợ gì hay nhắn tin gì thì các bạn cứ nhắn tin cho shop nhé. Mình chào các bạn.